sinh đẻ Việt Nam, tôi bắt buộc tôi phải là tất nhiên lúc nào ta tôi cũng phải yêu nước Việt Nam cả. Vì tôi về Trung Quốc có biết tôi là ai đâu. Em Đào Gia Hậu, số 5 của tôi sẽ tỏa sáng trong hai trận đó và sẽ đá tung nóc mang chạy tàu cho tôi. Công ty Luraco cảm ơn quý vị đã ủng hộ chúng tôi 16 năm qua. Bắt nguồn từ những nghiên cứu cho quốc phòng Hoa Kỳ, Luraco chuyển sang sản xuất những mặt hàng dân dụng như các hệ thống điều khiển cho bồn tắm, ghế massage vật lý trị liệu, máy rửa nails, chết nam châm, chết air cho ngành nails. Tất cả sản phẩm của Luraco đều được sản xuất tại Hoa Kỳ. Luraco đã nhận được 40 bằng phát minh Hoa Kỳ và Canada, trong đó có bằng phát minh cho quốc phòng Hoa Kỳ. Mua sản phẩm Luraco và ủng hộ các đại lý của Luraco là quý vị ủng hộ cho người lao động Hoa Kỳ, trong đó có con em chúng ta. Trời đất ơi, cái ông này hẹn mà bây giờ đến nhà tối thui vậy đó, rồi quên khóa cửa nữa. Đi đâu vậy ông nội? Ông Danh ơi, trời đất ơi là trời. Đứng lên! Cái gì vậy? Cái gì vậy? Đứng lên! Trời ơi, ngày hôm nay ông còn chơi cái kiểu này nữa hả? Lâu lâu phải chơi kiểu này chứ. Tôi tưởng là ông đi đâu mà ông quên khóa cửa. Đâu có mà phá cửa nhưng mà không biết ai vô. Wow. Có camera hết đó. Chút xíu nữa là tôi rớt tim với ông rồi. Mô Phật. Amen. Samsung Galaxy S21 Ultra, điện thoại có camera với độ phân giải cao nhất thế giới smartphone. Ngày hôm nay thì chương trình đến đây để thông báo cho ông, có lẽ tin này còn quá mới. Tối khuya ngày hôm qua theo giờ California thì Liên đoàn bóng đá châu Á đã cho biết là cái kết quả bốc thăm của cái vòng loại cuối cùng, vòng loại thứ 3 để tranh vé World Cup 2022, tuyển Việt Nam nằm chung bảng với các đội như sau: Nhật, Úc, Oman, Ả Rập Saudi và cuối cùng là Trung Quốc, thưa ông. Cái gì? Anh nói thiệt, anh nói chơi. Không, tôi nói thiệt ở đây, kết quả của Liên đoàn bóng đá châu Á đưa ra ngày hôm qua, thưa ông. Vì sao ông có vẻ như là phấn khích khi nghe thấy cái tin là Việt Nam nằm chung bảng với các đội đó và trong đó có Trung Quốc? Quý vị, cái đó quý vị nên nhớ, Việt Nam ngàn năm một thở. Ngàn năm một thở, bây giờ đã kêu ông đụng đến Trung Quốc rồi. Bây giờ Trung Quốc muốn né Việt Nam cũng không được nữa. Muốn né Việt Nam cũng không được. Bây giờ Việt Nam là kêu bằng sẽ là con rồng Á Châu. Có 12 đội mà tất nhiên bắt thăm với nhau. Mà tại sao cuối cùng là tất nhiên Trung Quốc và Việt Nam đó, đó lúc là định mệnh rồi còn cái gì nữa? Có thể gọi nôm na là cá nhân chút xíu. Bởi vì nếu tôi không lầm, ông là một người Việt nhưng mà gốc Hoa, có phải không ạ? Chính xác, tôi là người Việt qua gốc Hoa, nhưng mà tôi là Việt 80%, gốc Hoa có 20% thôi. Nguyên quán của ông gốc Hoa, ông có nhớ là... Không, nguyên quán tôi là tất nhiên sanh tại tỉnh Gia Định, quận Gò Vấp. Tôi sanh đẻ tại tỉnh Gia Định, quận Gò Vấp. Nhưng mà ở đây đó, về cái mặt cảm tính đó, thì ít nhiều trong ông, như ông nói, 80% Việt Nam là ông là Việt Nam. Đúng. 20% còn lại là Hoa. Đúng. Nhưng mà khi ở đây, khi mà Việt Nam nằm cùng bảng với Trung Quốc, có nghĩa là một cái trận chiến sinh tử để giành chiếc vé World Cup 2022 này nè. Hai bên lại là đối thủ của nhau. Khi thi đấu, tình cảm của ông sẽ như thế nào? Có bị chia rẽ 80%, 20% gì không? Không, tại tôi là sinh đẻ Việt Nam, tôi bắt buộc tôi phải là tất nhiên lúc nào tôi cũng phải yêu nước Việt Nam cả. Vì tôi về Trung Quốc có biết tôi là ai đâu. Như vậy có nghĩa là đồng nghĩa với việc ông sẽ cổ vũ 100% cho bác. Bác, tôi phải cầu nguyện 100%, tôi phải cầu nguyện cho nước Việt Nam. Tại vì Trung Quốc là lá cờ chó, thành cầm tỉnh bệnh, lá cờ chó. Tiếp theo thì tôi muốn hỏi ông là theo như ông, trong 5 đội nằm cùng bảng với Việt Nam thì đối thủ nào theo như ông là nặng ký? Hiện tại bây giờ là tất nhiên là Nhật Bản, là tất nhiên World Cup là nó nhiều lần lắm rồi. Còn đối với những đội khác thì tất nhiên Việt Nam cân hết. Cân ở đây có nghĩa là theo như ông là Việt Nam có cửa để mà thắng những đội đó. Bắt buộc. Và ngay cả là ông cũng tin tưởng là trong đó có thể sẽ thắng Trung Quốc luôn.
thắng Trung Quốc luôn, có lẽ phải thắng luôn Trung Quốc luôn. Và có thể kỳ này là tất nhiên do sự cầu nguyện của năm ông lục tổ là nước Việt Nam sẽ là thắng tất cả. Một trong những đối thủ để mà giành tấm vé này lại là Trung Quốc nữa, thì theo như ông nghĩ là những trận đấu đó nó sẽ có cái tính chất như thế nào? Tôi nói với anh, tất cả 100 triệu dân Việt Nam đều coi trận đá bóng này, kể cả người Việt hải ngoại cũng coi, bởi vì thằng Trung Quốc là lá cờ cho. Phải thắng nó. Như vậy có nghĩa là đối với ông, không biết đá với ai nhưng mà đá với Trung Quốc đó, là cái người mà không hâm mộ thể thao mà người Việt Nam họ cũng sẽ xem để họ cổ vũ. Chính xác. Bởi vì có cái yếu tố Trung Quốc trong đó. Đúng rồi, chính xác. Nhưng mà liệu ở đây như vậy nó có gây ra áp lực cho cầu thủ hay không? Không, cái đó là tất nhiên, là cái niềm tin là tất nhiên, là hội tuyển là tất nhiên Việt Nam sẽ thắng. Cả 100 triệu ủng hộ sẽ thắng. Tôi nói cho anh nghe, nếu không cần vô World Cup, chỉ thắng Trung Quốc một trận là vẻ vang rồi. Bởi vì Trung Quốc là cái chó. Nói cho anh nghe, Việt Nam là tất nhiên một đất nước nhỏ, có 100 triệu dân, Trung Quốc là tất nhiên một đất nước lớn. Khi mà tất nhiên mà thắng như vậy là tất nhiên là cái sự ô dục cho thằng chó cặp tấm bên. Không, như vậy thì không biết là tiên tri vũ trụ Trình Dành sẽ mong muốn điều gì ngoài cái kết quả chiến thắng đó, ông muốn thấy gì trong hai cái trận lượt đi lượt về của tuyển Việt Nam đối đầu với tuyển Trung Quốc thưa ông? Em Đào Gia Hậu số 5 của tôi sẽ tỏa sáng trong hai trận đó và sẽ đá tung nóc mang chạch tàu cho tôi. Đầu tiên kết quả trận lượt đi thì ông có thể cho biết một cái dự đoán của ông? Trận lượt đi Trung Quốc được đá sân nhà thì tất nhiên tôi cam đoan là tất nhiên hội tuyển Việt Nam giữ từ về đến sẽ không thua, nhưng sẽ từ về đến thắng. Anh phải hiểu khi không đá được sân nhà là đó là một bất lợi cho tuyển thủ Việt Nam. Vâng, thế thì còn trận đấu lượt về khi mà tuyển Việt Nam sẽ thi đấu ở tại sân nhà, có thể gọi là thánh địa Mỹ Đình, và Trung Quốc phải đến Mỹ Đình để thi đấu, thì ông nghĩ kết quả như thế nào? Dưới thời của thầy Pháp, chưa bao giờ hội tuyển Việt Nam thua tại sân Mỹ Đình. Theo tâm linh của tôi là đó là cái khuôn tốt cho nước Việt, cho hội tuyển Việt Nam. Theo kết quả vấn đề tâm linh của tôi nghĩ là tất nhiên kết quả là Việt Nam sẽ thắng tại sân Mỹ Đình. Mà nhìn vào cái lịch thi đấu, tôi rất bất ngờ, nhiều người bất ngờ luôn, là vào đúng ngày 1 tháng 2 Tây năm 2022, đúng vào ngày 1 tháng 2 Tây năm 2022 theo lịch Tây, nhưng ngược lại ngày 1 tháng 2 lại là Tết ta âm lịch, Tết Nguyên Đán, đúng vào rơi vào mùng 1 Tết Nguyên Đán 2022. Ông nghĩ định mệnh này như thế nào? Nó có quá trùng hợp hay không? Ông nghĩ sao? Tôi nói cho anh nghe, cầu thủ Trung Quốc sẽ run rẩy về trước vấn đề hò hét của dân Việt Nam cổ vũ cho hội tuyển của Việt Nam sẽ là tất nhiên vang dội. Lúc đó là tất nhiên là làm cho cầu vũ Trung Quốc khiếp sợ, ba má giận không ra. Chân đi không vững hỏi anh đá cái gì? Dĩ nhiên thì thiên cơ bất khả lộng. Ông là một người nhà tiên tri, ông có một cái cách riêng để mà cầu nguyện rồi ủng hộ cho tuyển Việt Nam đó. Nhưng mà nếu được ở đây còn quá sớm, nhưng mà ông có thể chia sẻ luôn là tôi thì tôi quan tâm nhất cái trận ngày mùng 1 Tết ta. Ông có thể tiết lộ là lúc đó, trước trận đó, một trong những cách mà ông sẽ làm để mà cầu nguyện cho tuyển Việt Nam chiến thắng là ông làm gì thưa ông? Pringles giòn tan đến tận miếng cuối cùng với nhiều hương vị và kích cỡ khác nhau. Pringles hiện đang có bán tại các chợ và siêu thị trên khắp cả nước. Trước đó một ngày tôi sẽ ra chợ Dương Đông, tôi mua 5 theo thịt heo thượng hạng. Ủa? Liên quan gì ở đây mà thịt heo thưa ông? Tôi sẽ kho một thầu thịt heo, như là thịt heo và trứng ngon nhất từ trước đến nay để ăn mừng vấn đề mà tất nhiên họ chỉ Việt Nam sẽ thắng. Tôi sẽ ăn liên tục khi mà tất nhiên trước vấn đề đá và tôi cam đoan sẽ thắng. Hơi lạ đó, tôi vẫn thắc mắc là vì sao lại là một cái nồi thịt kho lớn như vậy thôi. Cái đó là thịt kho tàu, Việt Nam nên nhớ làm thịt kho tàu là tất nhiên thằng tàu làm sao mà làm sao qua khỏi được. Tất nhiên Việt Nam sẽ cầu cho Việt Nam sẽ thắng. Nói cho anh nghe là tất nhiên Tết Việt Nam là tất nhiên ai cũng phải tất nhiên ăn thịt kho tàu hết. Thịt kho tàu tất nhiên là đó là tất nhiên là cái điểm là nói là tất nhiên kho mấy thằng tàu làm sao giờ mà tất nhiên Việt Nam không thắng được. Thằng tàu phải chết thôi, phải thua thôi. Việt Nam cố lên, Việt Nam cố lên, Đoàn Văn Hậu cố lên. Em phải đá tung đốc cho bên tàu cho anh.